Chúng ta tới bài tiếp theo trong chương kháng sinh. Kháng sinh tiếp theo đó là kháng sinh họ aminoxid. Aminoxid hay người ta còn gọi là aminoglycosid. Aminoglycosid thì trong cái phần này, trong cái tên gọi thì mình chia ra hai phần. Thứ nhất đó là cái phần amin và thứ hai đó là phần glycosid. Vậy dựa vào cái tên gọi thì mình cũng biết được cái cấu trúc của aminoxid là nó có chứa gì. Như vậy thì nó chứa ít nhất là hai nhóm hoạt chất, đó là nhóm amin và sẽ có chứa các cái cấu trúc đường. Thì aminoglycosid là những heterosid thiên nhiên. Heterosid là những glycosid, những cái dị phân tử, gọi là glycosid dị phân tử, tức là bên cạnh các glycosid thì nó còn có thêm một cái thành phần cấu trúc là aglycone nữa. Có cấu tạo bởi sự liên kết aminoxit là những heterosid thiên nhiên, có cấu tạo bởi sự liên kết giữa một renin. Một renin là một cái phần cấu trúc cứng có cấu trúc là aminocycliton với nhiều đường. Các cái đường này người ta gọi là các cái O's, mà ít nhất phải có một đường là đường amin. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái cấu trúc của aminoxit là gồm có phần renin, phần cứng là aminocycliton. Thì cái từ aminocycliton này các bạn đọc vào thì các bạn cũng thấy được là nó có cái phần đó là amin. Amin là có các nhóm NH hoặc NH2 và các cái và là có cấu trúc là vòng vòng. Nhưng mà vòng cycline này á, là vòng no, và các cái vòng này thì trên các cái carbon thì nó có gắn nhóm OH. Như vậy thì chúng ta thử tìm xem là trong cái cấu trúc streptomycin bên dưới này thì cái cấu trúc nào là cấu trúc aminocycliton, và cái cấu trúc nào là cấu trúc đường, và cái đường nào là đường có chứa amin. Thì đó chính là một aminoxit. Đây đây là streptomycin. Streptomycin là một trong những cái aminoxit được tìm thấy đầu tiên và là một trong những kháng sinh mà cũng tương đối quý, bởi vì nó là kháng sinh được sử dụng trong điều trị bệnh bệnh lao và tác dụng rất là tốt trên vi khuẩn gram âm. Streptomycin được tìm ra vào năm 1943. Thì chúng ta tìm hiểu về cái cấu trúc của streptomycin và coi cái phần nào của streptomycin là phần aminocycliton và phần nào là phần đường. Thì mình biết cái aminocycliton là trong đó có amin, và vòng vòng no có chứa các nhóm OH. Như vậy thì chúng ta tìm ở đây, chúng ta thấy đây chính là cái cấu trúc amino cycliton. Đây là vòng cycli, đây là các cái nhóm OH các bạn, nhóm OH của vòng cycli, nhóm OH của vòng cycli, và đây là cấu trúc amin guanidin. Ở cái cấu trúc aminocycliton của streptomycin nó có hai nhóm guanidin, đây là một nhóm guanidin. Đây là một nhóm guanidin và đây là một nhóm guanidin. Và đây là một trong nhờ hai nhóm mà có thể sử dụng để định định tính streptomycin. Và phần đường là phần nào? Phần đường là phần nào? Phần đường là có hai đường. Đây là một một đường đường năm cạnh. Đây là đường sáu cạnh. Vậy đường nào là đường có chứa amin? À, đường sáu cạnh.
Bởi vì nó có cái nhóm gì các bạn? Nhóm N, NH. Đây, đây là đường sáu cạnh có chứa nhóm amin NH. Vậy thì khi mà chúng ta nhìn vào trong cấu trúc của một hợp chất kháng sinh thì mình phân tích về cấu trúc để mình biết nó là thuộc họ họ kháng sinh nào. Đây là một trong những cái điểm rất là quan trọng của hóa dược nha các bạn. Sau Jacobimicin thì Neomycin cũng được tìm ra vào năm 1949, Kanamycin 1957, Gentamicin 1964, Topramycin, Sisomycin và các aminosid bán tổng hợp được tìm thấy vào những năm 70. Thì hiện nay có khoảng 50 aminosid được tìm thấy, số lượng cũng ít, nhưng mà chỉ có khoảng 10 đến 12 aminosid là được sử dụng trong điều trị. Thì aminosid mặc dù là tác dụng tốt trên vi khuẩn gram âm, nhưng mà cũng kèm theo đó là độc tính, cho nên là mặc dù là tìm ra nhiều aminosid nhưng mà chỉ có khoảng là 10 đến 12 là được sử dụng an toàn trong điều trị thôi. Về phân tích về cấu trúc của aminosid á, thì lúc nãy dựa vào phần định nghĩa thì các bạn cũng biết là nó có hai phần chính, phần renin là aminocycliton và phần đường các cái oxa. Thì các cái renin của aminosid á, thì thường có thể là streptidin trong kháng sinh streptomycin, streptamin trong kháng sinh là streptinomycin, phoctamin trong phoctimicin và các cái desoxy 2 streptamin trong các cái aminosid khác. Và các cái đường thì có thể là các cái đường amin là glucosamin, garosamin, buprosamin, sisosamin hoặc đường không phải amin như là đường strepto hoặc là đường ribo. Đây là cấu trúc của streptidin được lấy ra từ streptomycin. Thì chúng ta cũng thấy là nó có hai cái nhóm guanidin ở đây. Đây. Hai nhóm guanidin. Về điều chế các streptomycin thì điều chế chủ yếu là từ phương pháp vi sinh. Từ phương pháp vi sinh, tức là người ta nuôi cấy và người ta chiết tách, và cái việc điều chế các cái aminosid là từ môi trường nuôi cấy hoặc là lên men các cái actinomycete. Actinomycete là các cái xạ khuẩn, gồm có hai loại actinomycete được sử dụng trong điều chế aminosid là streptomycete và micromonospora. Thì cái này nó liên quan đến cái phần đại cương mà chúng ta đã học kháng sinh, đại cương kháng sinh mà chúng ta đã học, đó là các aminosid có các cái đuôi khác nhau là do môi trường nuôi cấy khác nhau. Đó là các cái aminosid mà được chiết từ môi trường nuôi cấy của streptomycete thì đuôi đọc là mycin, chữ y này là thì dài. Còn từ micromonospora thì mycin chữ y này là y ngắn. Ví dụ như streptomycin là từ môi trường nuôi cấy của streptomycete resus. Còn gentamicin y ngắn là từ môi trường nuôi cấy của micromonospora buprea. Hay là sisomycin y ngắn là từ môi trường nuôi cấy của Micromonospora ioensis. Đó là những aminosid tự nhiên. Ngoài ra thì người ta cũng tạo ra được một số những cái aminosid bán tổng hợp. Thì đối với bán tổng hợp các aminosid thì người ta còn phải có nguyên liệu ban đầu là các aminosid tự nhiên. Ví dụ như là đối với amikacin á, là một aminosid bán tổng hợp. Thì là bán tổng hợp từ aminosid tự nhiên là kanamycin, hoặc là neotimicin là một aminosid bán tổng hợp từ sisomycin.
Về phân loại các cái aminoxit á thì người ta phân loại theo cấu trúc, thì người ta chia làm hai loại. Nhất là phân loại dựa theo cấu trúc của phần renin, phần aminocycloside thì có hai cái nhóm cấu trúc, đó là renin là một diamino 1,3-cyclitone, tức là nhóm amin ở vị trí số 1 và số 3. Diamino là hai nhóm amin này ở vị trí số 1 và số 3 của vòng cyclitone. Và các cái phân loại thứ hai, nhóm thứ hai đó là diamino 1,4-cyclitone. Thì các aminoxit thì chủ yếu là nó sẽ có cái cấu trúc renin diamino 1,3-cyclitone. Còn cấu trúc renin mà diamino 1,4 thì chỉ có cái hoạt chất là phosgene thôi. Renin của nó là phosgene. Chủ yếu là nhóm diamino 1,3-cyclitone. Thì trong cái nhóm diamino 1,3-cyclitone á thì cái phần renin của nó sẽ chia làm hai nhóm là aminoxit thiên nhiên và aminoxit bán tổng hợp. Thì aminoxit thiên nhiên á, nhóm diamino 1,3-cyclitone thì nó lại chia làm ba nhóm renin nhỏ, đó là nhóm có renin là streptamin, nhóm có renin là streptidin và nhóm có renin là desoxy-2-streptamin. Thì nhóm desoxy-2-streptidin là có số lượng aminoxit là lớn hơn nhiều nhiều hơn. Còn streptamin thì chỉ có một hoạt chất là streptinomycin. Thì cái hoạt chất này thì cũng là một chất một aminoxit là được chỉ định đặc biệt trong điều trị bệnh. Streptidin thì có streptomycin cũng được chỉ định đặc biệt riêng cho điều trị bệnh lao. Còn các cái kháng sinh mà có renin là desoxy-2-streptamin á thì nó lại chia làm hai nhóm, nhóm mà có dấu sao ở đây và nhóm mà không có dấu sao. Thì nhóm có dấu sao á là sao? Là nhóm này á không có sử dụng ở đường tiêm được, là không dùng trong được, bởi vì nó rất là độc, rất là độc. Chủ yếu là sử dụng ngoài hoặc là ở đường uống. Thì cái điểm mà đặc biệt của aminoxit đó là nó không có hấp thu qua ruột, và chính cái điều này cho nên là aminoxit mà ở đường uống thì nó chỉ có tác dụng tại ruột thôi, nó không hấp thu vào máu. Các aminoxit mà muốn điều trị những bệnh ở các cơ quan á, thì chủ yếu người ta sử dụng bằng đường tiêm, ví dụ như kanamycin, gentamicin, topramycin á, thì những cái hoạt chất này là sử dụng ở đường tiêm hết. Và aminoxit bán tổng hợp thì chúng ta có những cái hoạt chất như amikacin, bibecacin, neotimicin, apecacin. Như vậy thì chúng ta nắm về cái phần phân loại này. Phần phân loại này là nó phân loại chuyên sâu thuộc về hóa dược luôn. Về tính chất hóa học thì tương đối đơn giản. Thì tính chất hóa học của aminoxit nó dựa vào cấu trúc hai nhóm chất, đó là nhóm amin NH2 và nhóm OH. Cái điểm đặc biệt trong aminoxit đó là cái số nhóm amin và nhóm hydroxyl này rất nhiều, cho nên làm cho aminoxit là một cái phân tử rất là phân cực, tan nhiều trong nước. Do đó thì như đã nói cho các bạn là nó không hoặc là nó khó hấp thu bằng đường uống. Mà sử dụng ở đường uống thì chỉ có tác dụng tại chỗ thôi, diệt khuẩn tại ruột thôi, khó thấm vào dịch não, tủy, bài tiết nhanh qua thận bình thường. Nếu mà có điều trị nhiễm khuẩn các cơ quan thì phải tiêm, mà tiêm thì phải lựa chọn những aminoxit ít độc. Các phân tử aminoxit có tính 3 giờ, dung dịch ở pH trung tính bền với nhiệt, thủy giải chậm trong môi trường axit. Về kiểm nghiệm là lưu ý đến hai cái, đó là định tính và định lượng.
định tính thì aminosit là cho phản ứng dương tính với ninhirin. Thì phản ứng với ninhirin là do trong aminosit có chứa nhóm amin. Và cái phản ứng thứ hai là phản ứng với dihydroxy 27 naphthalen trong môi trường H2SO4. Thì phản ứng này là do các cái đường của aminosit phản ứng. Ngoài ra thì hiện tại để mà định tính các aminosit thì trong dược điển á, chủ yếu người ta sử dụng pháp định tính là sắc ký lớp mỏng. Nhưng mà để sử dụng phương pháp này thì chúng ta phải có chất chuẩn để đối chiếu. Còn định lượng á, thì sử dụng phương pháp định lượng bằng phương pháp sinh học. Về cơ chế tác động, cơ chế tác động tức là cơ chế mà diệt khuẩn của aminosit. Thì aminosit nó can thiệp vào quá trình tổng hợp protein của vi khuẩn. Nhưng mà cái điểm đặc biệt trong cái cơ chế tác dụng của aminosit đó là mặc dù là nó ảnh hưởng đến tổng hợp protein, nhưng nó lại là một kháng sinh diệt khuẩn chứ không phải là một kháng sinh kiềm khuẩn giống như những cái thuốc tác động, giống như những cái kháng sinh tác động trên protein khác. Cô nhắc lại, mặc dù tác động trên sự tổng hợp protein, nhưng aminosit là một kháng sinh diệt khuẩn. Bởi vì cơ chế của nó đặc biệt, aminosit gắn vào tiểu đơn vị 30S của ribosome của vi khuẩn. Nhưng gắn vào thì nó không ức chế, mà nó lại làm cho ribosome tổng hợp ra những protein lạ, và chính những protein lạ này khiến cho vi khuẩn không sử dụng được và dẫn đến là vi khuẩn chết. Những protein lạ này gây tổn thương cơ thể vi khuẩn và làm cho vi khuẩn chết. Thì đây là một cái đặc biệt mà làm cho aminosit được xếp vào nhóm kháng sinh diệt khuẩn. Và một cái đặc điểm nữa nó liên quan đến phổ tác động của aminosit. Đó là aminosit tác động phụ thuộc vào oxy. Tức là aminosit mà muốn tác động được trên vi khuẩn thì đầu tiên là môi trường phải có oxy. Khi mà có oxy thì aminosit mới xâm nhập được qua màng của tế bào vi khuẩn và đến được điểm đích là ribosome, tiểu đơn vị 30S của ribosome. Nên là phải có oxy. Nên là nếu mà trong môi trường mà không có oxy thì aminosit không có tác động. Cái điều này dẫn đến phổ kháng khuẩn của aminosit là chỉ tác động trên vi khuẩn hiếu khí mà không thể tác động được trên vi khuẩn yếm khí sống ở trong môi trường không có không khí. Về liên quan giữa cấu trúc và tác dụng thì tương đối đơn giản. Chúng ta thấy là aminosit nó có hai cấu trúc, nhóm cấu trúc chính là nhóm amin và nhóm OH. Thì nhóm amin á, nhóm chất amin á, cần thiết cho sự tương tác với thụ thể ở tiểu đơn vị 30S ribosome của vi khuẩn. Đó là nó cần thiết để cho kháng sinh có thể cắn được lên trên tiểu đơn vị 30S của ribosome của vi khuẩn. Cái nhóm thứ hai đó là nhóm OH á, thì nó có vai trò trong phổ kháng khuẩn do là nó điều chỉnh sự hấp thu kháng sinh. Chỉ có hai cái vấn đề đó là nó liên quan cấu trúc và tác dụng. Về phổ kháng khuẩn thì như vậy thì cái phổ kháng khuẩn nó sẽ liên quan đến cơ chế, đúng không các bạn? Thì phổ kháng khuẩn chủ yếu của aminosit á, là chủ yếu trên vi khuẩn gram âm. Các bạn nhớ là nó tác động chủ yếu trên vi khuẩn gram âm, ái khí hay là hiếu khí. Tác động trên Staphylococcus aureus, không tác động trên Haemophilus influenza, và đặc biệt là Streptomycin là có hoạt tính trên nhóm Mycobacteria, được khuẩn
lao và trực khuẩn phong, cốc và Hansen. Kanamycin và amikacin cũng tác động được trên mycobacteri nhưng mà yếu hơn. Lipecacin thì có phổ kháng khuẩn tương tự nhưng ít bị đề kháng và ít độc hơn ở trên tai so với gentamicin. Còn paramomycin thì không có sử dụng ở đường tiêm mà người ta sử dụng ở đường uống hoặc là dùng ngoài. Mà paramycin thì chỉ tác động trên, chỉ thể hiện hoạt tính trên protozoa đơn bào, do đó thì có thể sử dụng trong trường hợp điều trị lị amip. Và một cái điểm đặc biệt đó là các cái aminoxit có sự đồng vận với lại các cái kháng sinh khác. Tức là khi mà phối hợp aminoxit với lại một số kháng sinh như thuộc họ beta-lactam nè, polypeptide, quinolone, vancomycin, fosfomycin thì nó sẽ làm tăng khả năng đưa thuốc vào trong cơ thể vi khuẩn, tăng khả năng hấp thu, gọi là sự đồng vận. Về đề kháng thì có hai cơ chế mà vi khuẩn sẽ đề kháng với nhóm kháng sinh aminoxit. Thứ nhất là vi khuẩn tiết ra các enzyme. Và các cái enzyme này ngăn cản không cho aminoxit có thể gắn lên trên được thụ thể 30S của ribosome. Ví dụ như vi khuẩn tiết ra enzyme acetin transferase. Enzyme này sẽ acetin hóa chất amin của aminoxit và làm cho aminoxit không gắn được lên trên tiểu đơn vị 30S. Hoặc là vi khuẩn tiết ra enzyme adenylin transferase và phosphor transferase làm cho vi khuẩn làm acin hóa nhóm OH của aminoxit. Đó là cơ chế thứ nhất, tiết ra enzyme. Cơ chế thứ hai đó là làm giảm tính thấm màng tế bào của vi khuẩn, làm cho kháng sinh không thể xâm nhập vượt vào trong cơ thể vi khuẩn. Về độc tính thì có hai độc tính chính của họ aminoxit: độc tính ở trên tai và độc tính ở trên thận. Độc tính ở trên tai đó là các cái aminoxit tác động trên cặp thứ 8 của dây thần kinh sọ. Và lúc đầu thì tác động lên tiền đình là gây ù tai chóng mặt, nhưng sau đó là tác động mạnh lên ốc tai và có thể gây điếc vĩnh viễn. Như vậy thì cái việc điều trị aminoxit thì cần phải hạn chế số ngày và chỉ điều trị aminoxit trong 5 ngày hoặc là phải có phác đồ điều trị phù hợp. Trong các cái aminoxit thì neotimicin là tương đối ít độc trên tai nhất. Những cái khác thì nó gây những cái độc trên tiền đình, trên ốc tai. Độc tính thứ hai đó là độc tính ở trên thận. Ở trên thận thì độc tính này nó có hồi phục. Đó là nếu mà có gây ra tình trạng mà suy thận, tổn thương thận á, thì nếu ngừng sử dụng thì có thể thận sẽ hồi phục trở lại. Nhưng mà khi biết rồi thì không có hồi phục lại nha. Độc tính ở trên thận là gây hoại tử ống lượng gần và làm giảm sự lọc của tiểu cầu thận. Sự tổn thương có thể thuyên giảm khi dừng điều trị, nhưng vẫn tiến triển thành suy thận nếu dùng kéo dài. Đây là cái bản mà thể hiện công dụng của các cái kháng sinh thuộc họ aminoxit. Những cái chỉ định nhiễm trùng hệ thống hay cục bộ, hay nhiễm trùng ở các cơ quan đó, nhiễm trùng tiêu hóa và sử dụng tại chỗ, lao, dịch hạch và bệnh do lậu cọc. Như vậy chúng ta thấy là nếu mà nhiễm trùng mà ở các cơ quan thì có thể sử dụng những cái kháng sinh mà nó ít độc: gentamicin, topramycin, sisomycin, bibecacin, neotimicin, amikacin, đường tiêm. Nhưng mà nhiễm trùng tiêu hóa và sử dụng tại chỗ thì sử dụng những cái kháng sinh này. Những kháng sinh này độc cho nên là chỉ sử dụng tiêu chọn tại chỗ hoặc là dùng ngoài thôi. Neomycin thì có nhiều chế phẩm, nhỏ mắt cũng có,
Paracetamol, paromycin, đường uống để điều trị Antamoeba histolytica. Còn streptomycin thì đặc biệt là một cái kháng sinh để dành trong điều trị bệnh lao, dịch hạch. Streptomycin thì điều trị bệnh lậu cầu. Thì lưu ý là cái aminosid là tác dụng chỉ là trên gram âm thôi. Có thể phối hợp với lại một số những cái nhóm, những cái thuốc thuộc họ kháng sinh như beta lactam hoặc vancomycin, fosfomycin, quinolone để mà tăng cái tác dụng lên, bởi vì nó cho tác dụng đồng vật. Bây giờ chúng ta sẽ đến một số các cái aminosid thông dụng. Thứ nhất đó là streptomycin sulfat. Streptomycin sử dụng ở dạng muối là dạng sulfat. Các bạn nhớ là sử dụng ở đường tim nha. Thì cái phần này là phần renin của streptomycin, phần trong khung đỏ. Streptidin thì chúng ta cũng thấy đó là nó có hai cái nhóm guanidin, một nhóm và hai nhóm, hai nhóm. Phần còn lại là đường, đường năm cạnh, đường sáu cạnh. Đường sáu cạnh là đường amin. Nhớ là các cái aminosid là phải có đường, gọi là các glycosid đúng không, phải có đường, và ít nhất là phải có ít nhất một đường là đường amin. Streptomycin là nó có một đường amin. Điều chế thì bằng phương pháp lên men vi sinh là trừ từ streptomycin. Về tính chất hóa học thì các bạn lưu ý đến là hai cái nhóm chất quan trọng để mà xác định được streptomycin, đó là nhóm streptidin, phần renin lúc nãy có chỉ cho các bạn, và thứ hai đó là cái nhóm đường năm cạnh, streptose, nhóm đường năm cạnh. Đối với nhóm streptidin á thì người ta có thể sử dụng phản ứng hóa học để mà nhận biết ra, ví dụ như là cho phản ứng với axit picric tạo muối picrat cho ra cái sản phẩm có điểm chảy xác định, hoặc là trong cái streptomycin nó có hai nhóm guanidin thì nó thể hiện là tính 3 giờ. Như vậy thì người ta sẽ định lượng, định tính bằng cách là đun streptomycin với lại natri hydroxit, thì hai cái nhóm guanidin này sẽ bị phân hủy và giải phóng ra amin NH3. NH3 này bay hơi thì sẽ làm đổi màu của giấy quỳ, chuyển sang màu xanh. Và một cái phản ứng đặc trưng để nhận biết ra cái cấu trúc streptidin này luôn là phản ứng Sakaguchi. Phản ứng Sakaguchi thì nó sẽ tạo ra một cái sản phẩm có màu đỏ khi mà streptomycin phản ứng với lại natri hypochlorit và alpha naphthol phẩm màu. Đó là những cái phản ứng dùng để nhận biết ra nhóm streptidin. Thứ hai là phản ứng dùng để nhận biết ra nhóm streptose, đường năm cạnh. Thì để nhận biết được á thì người ta sẽ chuyển streptose thành mantol bằng cách là nung trong môi trường kiềm, thì nó sẽ chuyển thành mantol và cho vào ion sắt 3 cộng á, thì mantol sẽ kết hợp với sắt 3 cộng để tạo thành phức có màu tím bền. Đây là một trong những cái phản ứng mà các bạn sẽ học trong phần thực hành. Chúng ta làm vừa là phản ứng dùng để định tính streptomycin mà là một phản ứng dùng để định lượng streptomycin luôn. Một cái nhóm nữa cũng có trong streptomycin đó là nhóm aldehyde. Nhóm aldehyde. Đây là nhóm aldehyde CHO.
thì phản ứng với thuốc thử phenylalanine hoặc là thuốc thử toluene. Thì đây là phản ứng dùng để phân biệt giữa streptomycin và dihydroteptomycin. Dihydroteptomycin là nó không có nhóm anhydride. Nó sẽ chuyển thành ancol, anhydride chuyển thành ancol. Về kiểm nghiệm thì định tính streptomycin á thì có thể sử dụng pháp sát ký lớp mỏng. So sánh với chất chuẩn thuốc phát hiện đó là dihydroxynaphthalene trong môi trường H2SO4. Tạo màu hoặc là sử dụng phản ứng Sakaguchi hoặc là phản ứng Sakaguchi là phản ứng dùng để nhận biết ra cái nhóm peptidin. Còn phản ứng với sắt 3 chlorid sau khi tạo mannitol đó là phản ứng của nhóm đường septoser. Còn định lượng thì có thể sử dụng phương pháp vi sinh hoặc là phương pháp đo quang. Phương pháp đo quang á là cái phương pháp mà chúng ta sẽ học thực hành để mà định lượng được streptomycin. Và phương pháp này thì nó liên quan đến cái phản ứng tạo màu tím với sắt 3 chlorid sau khi tạo mannitol. Về cách dùng và công dụng thì tác dụng trên trực khuẩn cốc và một số vi khuẩn gram âm. Đây là một trong những cái thuốc mà được để dành trong điều trị lao. Ngoài ra thì còn sử dụng trong điều trị dịch hạch. Rồi, chúng ta tới cái hoạt chất tiếp theo đó là neomycin. Neomycin thì cũng ở dạng muối, là muối sunfat. Chúng ta coi cái cấu trúc của neomycin ở đây. Và các bạn thử phân tích xem là phần nào là phần renin và phần nào là phần đường. Phần nào là phần renin? Đây là muối sunfat nè, H2SO4 là muối sunfat rồi. Như vậy thì chúng ta coi thử phần nào là phần renin nha. Phần renin là aminocycliton. Aminocycliton. Thì chúng ta thấy đây là phần renin nha các bạn. Còn lại là ba đường, hai đường sáu cạnh và một đường năm cạnh. Đường sáu cạnh. Đúng không? Và đường này là đường năm cạnh. Đường hai đường sáu cạnh là đường amin. Hai đường sáu cạnh là đường amin. Trong môi trường nuôi cấy của neomycin á thì người ta thu được là neomycin B và neomycin C. Thì hai cái neomycin này là nó khác nhau ở R1 và R2. Thực ra thì nó là đồng phân các bạn, đồng phân, nhưng mà thành phần chính là neomycin B. Neomycin B. Về kiểm nghiệm á, thì có thể định tính bằng phương pháp sắt ký lớp mỏng, vì chúng ta không có phản ứng hóa học, đúng không các bạn? Về thử tinh khiết thì các bạn lưu ý tạp liên quan. Những cái tạp này là những cái tạp mà có thể xuất hiện trong quá trình bảo quản hoặc là trong quá trình điều chế neomycin. Thứ nhất là tạp neamin. Neamin là có thể là một cái tạp phân hủy của neomycin. Và thứ hai là cái tạp neomycin C. Neomycin C là một cái sản phẩm tạp mà nó xuất hiện trong quá trình mà lên men vi sinh điều chế neomycin á. Có hai loại là mycin B và C á, thì C nó cũng có. Thì mình còn phải giới hạn cái hàm lượng tạp neomycin C này. Đó là hai cái loại tạp có thể xuất hiện trong môi trường nuôi trong cái nguyên liệu neomycin. Thử tinh khiết. Còn định lượng thì sử dụng phương pháp vi sinh vật. Tác dụng và công dụng. Thì neomycin là nó thuộc cái nhóm là aminoxit độc. Do đó thì không có sử dụng ở đường tim mà sử dụng cho những cái trường hợp nhiễm trùng ở đường tiêu hóa hoặc là người ta sử dụng niêm mạc hoặc ngoài da thôi. Đấy, chỉ dùng ngoài hoặc có thể uống nè.
một số những cái chế phẩm mà có chứa neomycin trong điều trị các cái bệnh mà nhiễm khuẩn mắt, người ta hay phối hợp với lại kháng viêm nữa. Dexamethasone, hydrocortisone acetate. Rồi, chúng ta tới hoạt chất tiếp theo đó là gentamicin sulfate, cũng là dạng muối sulfate. Gentamicin này thì nó ít độc hơn, người ta sử dụng ở đường tiêm. Thì trong môi trường nuôi cấy gentamicin đó, thì người ta sẽ thu được những cái dạng gentamicin này. C1, C1A, C2, C2A, C2B. Các cái dạng gentamicin này thì nó khác nhau ở ba cái gốc R1, R2, R3. R1, R2 và R3. Gentamicin đó thì được ly trích từ môi trường nuôi cấy là Micromonaspora purpurea. Do đó thì các bạn thấy là chữ mi này là chữ y ngắn. Thành phần chính nè, C1, C1A, C2, C2A, C2B. Định tính thì dung dịch gentamicin thì không cho cực đại hấp thu ở bước sóng 240 và 330. Ngoài ra thì để chắc hơn thì người ta sử dụng phương pháp sắc ký lớp mỏng. Kiểm tinh khiết thì chúng ta cũng phải lưu ý đến những cái giới hạn các tạp có thể xuất hiện trong nguyên liệu: Isoniazid, Garamin, Gentamicin B1, 2 Deoxyacetamin. Còn định lượng là người ta sử dụng phương pháp vi sinh. Tác dụng thì Gentamicin được sử dụng cho điều trị Pseudomonas Secretia. Dạng tiêm, dạng dùng là tiêm hoặc là dạng ngoài da nhỏ mắt. Rồi, kết thúc ở đây.